Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề: Chú ý năm bệnh dễ gặp do lạnh đột biến. Thưa quý vị và các bạn, những biến đổi khí hậu hiện nay đã làm thay đổi thời tiết, nhiều khi có những đột biến thời tiết mà khả năng thích nghi của cơ thể con người không tự điều chỉnh được đã phát sinh những chứng bệnh góc thời tiết trên hệ thần kinh, đặc biệt những khu vực nhạy cảm như đầu, mặt, cổ, có thể xuất hiện những chứng bệnh bất ngờ do nhiễm lạnh cần cảnh tác và có cách điều trị đúng đắn. Chứng sami. Ở khu vực mặt có thể xuất hiện chứng sami, làm cho mi mắt trên sụp xuống, cố gắng cũng không thể mở mắt như bên mắt lành được. Chứng sami này không chỉ là mất thẩm mỹ, mà nó còn là những tiền chứng của một số bệnh thần kinh. Nếu là sami triệu chứng thì có thể khỏi nếu được điều trị kịp thời. Nếu sami từng lúc sau khi mắt phải làm việc quá lâu, nghỉ một thời gian ngắn, mắt lại nhắm mở như bình thường, nhưng lại không phải là bệnh thông thường đơn giản. Thầy thuốc chuyên khoa thần kinh thường nghĩ tới Sami khi mở mắt này là dấu hiệu đầu tiên của bệnh nhược cơ do phì đại hay u tuyến ức cần phải mổ. Nếu Sami không hồi phục sau khi nghỉ mắt, lại kèm theo một số triệu chứng thần kinh khác thì phải nghĩ tới một ổ tổn thương này là u não hay ổ xuất huyết hay hoại tử do thiếu máu. Đừng để lạnh làm tê liệt dây thần kinh tam thoa. Nếu má bị lạnh quá lâu thì phải chịu mấy chứng đau mặt rất phức tạp, khó chữa và kéo dài. Đầu tiên phải kể đến chứng đau dây thần kinh tam thoa. Đây là dây thần kinh sọ não số 5, một loại dây thần kinh lớn có cấu trúc cảm giác rất phong phú và nhạy cảm. Chứng đau dây thần kinh tam thoa rất đặc trưng, đau nửa bên mặt, cường độ dữ dội, có cảm giác đau như có luồng phóng điện, đau nhói kịch phát, đau như tia chớp. Đặc biệt là chỉ chạm nhẹ vào một số vùng ở mặt bằng khăn hai làn gió thổi qua có thể bùng nổ một cơn đau như thế. Bảo vệ hai thái dương tránh bệnh Hurton Thái dương có động mạch thái dương nông, rất nhạy cảm với tác động từ bên ngoài vào, nhất là đột biến lạnh. Có chứng viêm động mạch thái dương kiểu triệu chứng đau dữ dội ở vùng thái dương có động mạch đang bị viêm. Sờ, chạm vào động mạch, nhận thấy động mạch căng to, nổi gồ lên, mạch nảy và rất đau. Chứng đau này nếu được điều trị sớm sẽ không để lại di chứng gì. Cũng cần nói thêm là có một số loại bệnh rất khó chữa, có khi nguy hiểm tới sinh mạng, mù hai mắt không hồi phục nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, đó là bệnh viêm động mạch tế bào khổng lồ, còn gọi là bệnh Horton. Tổn thương thường khu trú chủ yếu ở động mạch thái dương và có khi lại viêm khu trú ở các động mạch lớn tại các nội tạng quan trọng của cơ thể. Bệnh này phát sinh do nguyên nhân cơ chế riêng, yếu tố lạnh có thể chỉ là điều kiện thuận lợi cho khởi phát bệnh. đột biến lạnh là thủ phạm chính gây tích. Chỉ qua một luồng gió lùa lạnh, bất ngờ thấy có những vận động khác thường không thể tự kiểm chế được, nháy mắt liên tục hoặc méo miệng một bên. Các vận động không tùy ý này lại tăng lên do yếu tố cảm xúc, mệt mỏi và biến đi trong giấc ngủ. Đó là chứng tích, là chứng máy cơ dễ chẩn đoán nhưng lại khó điều trị. Trường hợp phức tạp hơn còn xuất hiện chứng tích máy cơ đau ở mặt được đặc trưng bởi những cơn đau tàn khốc như tia chớp, thường khởi phát cơn đau bởi các động tác ăn, uống, nói chạm vào một số vùng bùng nổ ở một bên mặt. Tiếp cơn đau là các cơn co cứng cơ mặt thường chỉ kéo dài từ 1 tới 2 phút và kết thúc đột ngột, sau đó lại kèm theo chảy nước mắt và nước dãi. Bệnh góc thời tiết và những rối loạn toàn thân. Bệnh góc thời tiết nguy hiểm đáng sợ hơn là những bệnh toàn thân như rối loạn tuần hoàn não, rối loạn tim mạch, cơn tăng huyết áp kịch phát, rối loạn tuần hoàn não biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau từ hội chứng thiếu máu não cục bộ tạm thời dẫn đến nhồi máu não, đột quỵ thiếu máu não, nặng sẽ gây đột quỵ chảy máu não, nhẹ thì là những ổ nhỏ, nếu một động mạch lớn trong não bị vỡ có thể máu tràn vào các não thất gọi là lụt não thất, không thể cứu chữa được. Rối loạn tim mạch, co thắt mạch vành, mạch máu nuôi dưỡng tim, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn tới nhồi máu cơ tim cũng có tỷ lệ tử vong cao. Quý vị và các bạn thân mến, cách chăm sóc để trẻ khỏe mạnh trong mùa lạnh sẽ là nội dung chính mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.